Chào quý vị, mời quý vị xem bản tin cuối ngày của báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ sáu, ngày 6 tháng 9, bản tin gồm những nội dung đáng chú ý sau đây. Khởi tố vụ án bắt hai bảo mẫu tại máy ấm Hoa Hồng. Gió lớn khiến nhiều cây đổ tại Hà Nội, một người tử vong. Nhiều tỉnh thành cho học sinh nghỉ học để tránh bão. Y án sơ thẩm đối với ông Trần Quý Thanh. 4 trường hợp không được hưởng chế độ ốm đau từ tháng 7/2025. Nhiều học sinh bị lập biên bản vi phạm giao thông. Bác sĩ về công tác tại Đắk Nông được hưởng hỗ trợ đến 400 triệu đồng. Uống 2.000 viên thuốc trong 20 ngày, người phụ nữ bị nhiễm độc gan. Jennie của nhóm Blackpink khởi kiện vì bị bôi nhọ. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Chiều 6 tháng 9, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án hành hạ người khác xảy ra tại máy ấm Hoa Hồng, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Công an Thành phố, sáng 4 tháng 9, đơn vị nhận được tin báo về việc bảo mẫu ở máy ấm Hoa Hồng có hành vi đánh đập, ngược đãi đối với các trẻ đang được nuôi dưỡng tại đây. Ngay lập tức, Công an cùng các đơn vị đã tiến hành kiểm tra máy ấm này. Xét tính chất vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, hành vi của các đối tượng trong vụ việc cần được điều tra xử lý nghiêm. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng vào cuộc. Đến thời điểm hiện nay, cơ quan này đã có đầy đủ chứng cứ và cơ sở pháp lý vững chắc xác định Nguyễn Thị Ngọc Cẩm, sinh năm 1978, ngụ Đồng Nai và Diệp Ngọc Tuyền, sinh năm 1977, ngụ Sóc Trăng, nhiều lần đánh đập một số cháu bé trong máy ấm. Ngày 6 tháng 9, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam với Cẩm và Tuyền về tội hành hạ người khác theo điều 140 Bộ luật hình sự. Đồng thời, công an tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Chiều 6 tháng 9, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, nhiều khu vực của thành phố Hà Nội có mưa to kèm gió lớn khiến nhiều cây xanh ngã đổ. Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực Linh Đàm, quận Hoàng Mai thiệt hại nhiều khi nhiều cây đổ và ô tô đổ ven đường. Vụ tai nạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Sau khi cơn mưa đi qua, đường phố Hà Nội ùn tắc cục bộ, lực lượng chức năng thành phố Hà Nội đang tích cực dọn dẹp để ổn định giao thông và chuẩn bị các phương án phòng chống bão số 3 trong những ngày tới. Trước khoảng cách ngày càng rút ngắn từ bão số 3 đến đất liền, nhiều địa phương đã lên phương án cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn cho tính mạng, sức khỏe các em. Bắt đầu từ trưa ngày 6 tháng 9, một loạt tỉnh thành cho học sinh nghỉ học tránh bão là Nam Định, Hải Phòng, Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam, Phú Thọ, Bắc Giang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Các trường học sẽ hoạt động trở lại khi bão tan. Bên cạnh đó, các trường đại học cao đẳng cũng cho sinh viên được nghỉ học trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp. Với các trường có học sinh nội trú, khẩn trương lên phương án đảm bảo an toàn và nguồn cung cấp thực phẩm đầy đủ cho học sinh trong thời gian ở tại trường. Ngoài ra, nhiều cơ sở giáo dục, trường học còn được trưng dụng làm nơi tránh bão cho nhân dân, học sinh trong điều kiện cần thiết. Chiều 6 tháng 9, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo tuyên y án 8 năm tù đối với ông Trần Quý Thanh, 71 tuổi, nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Tân Hiệp Phát, về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cùng tội danh trên, bà Trần Uyên Phương, 43 tuổi, bị phạt 3 năm 3 tháng tù, được giảm 9 tháng tù. Trước đó, ở phiên xét xử sơ thẩm, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên phạt ông Trần Quý Thanh 8 năm tù, bà Trần Uyên Phương 4 năm tù, riêng bà Trần Ngọc Bích 40 tuổi lĩnh 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Chế độ ốm đau được quy định nhằm hỗ trợ người lao động khi họ gặp rủi ro khách quan, không thể đi làm, vẫn được nhận lương. Đây được xem như sự bù đắp thu nhập để người lao động đảm bảo cuộc sống. Tuy nhiên, nhiều người đã lợi dụng chế độ này để trục lợi qua các hành vi tự hại, chủ động tạo ra bất lợi cho bản thân. Do đó, từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi năm 2024 có hiệu lực, chính thức thay thế các quy định hiện hành, nên một số trường hợp không còn được hưởng chế độ ốm đau. Thứ nhất, người lao động tự gây thương tích hoặc tự gây tổn hại cho sức khỏe của mình. Thứ hai, người lao động sử dụng chất ma túy, tiền chất ma túy, trừ trường hợp sử dụng theo chỉ định của người có thẩm quyền. Thứ ba, trong thời gian lần đầu phải nghỉ việc để điều trị, phục hồi chức năng lao động khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thứ tư, trong thời gian nghỉ việc trùng với thời gian nghỉ theo quy định của pháp luật về lao động, hoặc đang nghỉ việc hưởng nguyên lương, hoặc đang nghỉ việc hưởng chế độ thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe.
không đội nón bảo hiểm, ngang nhiên chạy ngược chiều trên cả vỉa hè. Đây là những hình ảnh rất dễ bắt gặp tại các cổng trường ở thành phố Hồ Chí Minh sau giờ tan học. Nhằm kéo giảm tình trạng này, ngày 6 tháng 9, đội cảnh sát giao thông Bàn Cờ đã lập tổ công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ. Sau 15 phút lập chốt, tại giao lộ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Điện Biên Phủ, quận 3, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy có dung tích xi lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ tuổi. Điển hình như trường hợp của nam học sinh tên M. Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện em chưa đủ tuổi để điều khiển phương tiện trên 50 phân khối và không có giấy phép lái xe nên tiến hành lập biên bản. Đối với lỗi vi phạm này, các em học sinh sẽ bị xử phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Trong khi đó, cá nhân phụ huynh của các em sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng với hành vi giao xe cho người chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện. Trong hội nghị giao ban báo chí định kỳ vào ngày 6 tháng 9, ông Huỳnh Thanh Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế Đắk Nông cho biết, bác sĩ có trình độ sau đại học gồm tiến sĩ, chuyên khoa 2 khi về công tác tại địa phương sẽ được hỗ trợ thêm tối đa 400 triệu đồng bên cạnh lương và chế độ nhận hàng tháng. Còn thạc sĩ, chuyên khoa 1 và bác sĩ nội trú là 370 triệu đồng một người. Bác sĩ tốt nghiệp loại trung bình, khá, giỏi, nhận từ 200 đến 300 triệu đồng một người. Nhiều ngày qua, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương liên tục tiếp nhận các ca viêm gan nhiễm độc cấp do sử dụng thuốc không khoa học. Trường hợp đầu tiên là bệnh nhân nữ 66 tuổi sống tại Bắc Ninh, dù có tiền sử sức khỏe bình thường, nhưng vì thói quen sử dụng thuốc tùy tiện nên phải nhập viện trong tình trạng men gan cao gấp 20 lần so với bình thường. Người này có thói quen tự điều trị bằng cách bắt mạch, bốc thuốc khi cảm thấy không khỏe. Khoảng 2 tháng trước, bà tự uống thuốc đông y không rõ nguồn gốc với liều lượng rất cao, trong vòng 20 ngày liên tục, uống mỗi ngày 2 lần thuốc, mỗi lần 50 viên. Sau khi thấy sức khỏe ngày càng suy giảm, xuất hiện các triệu chứng như mệt mỏi, vàng da, vàng mắt, bà đã điều trị ở hai cơ sở y tế nhưng tình trạng vẫn tiến triển xấu đi. Tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương, các bác sĩ nghi ngờ tình trạng của người này là do ngộ độc thuốc đông y gây ra viêm gan nhiễm độc cấp. Sau 10 ngày điều trị tích cực, tình trạng của bệnh nhân đã có sự cải thiện đáng kể. Hiện bệnh nhân đã dần ổn định, các chỉ số được cải thiện. Một trường hợp khác tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cũng gặp tình trạng viêm gan nhiễm độc vì lý do tự sử dụng thuốc mua trên mạng, kết hợp cùng các bài thuốc dân gian. Người này sau khi được điều trị, tình trạng sức khỏe cũng đã ổn định hơn. Thời gian qua, nữ thần tượng Jennie của nhóm nhạc Blackpink liên tục bị công kích bởi các bình luận ác ý bịa đặt. Gần đây nhất, cô bị bôi nhọ bởi Su Trang, một YouTuber chuyên đưa những tin đồn giật gân về K-pop. Ngoài ra, các bình luận trên mạng xã hội với nội dung miệt thị ngoại hình, xâm phạm quyền riêng tư cũng liên tục nhắm vào nữ ca sĩ này. Jennie đã bị ảnh hưởng tinh thần nghiêm trọng, việc phải chịu nhiều áp lực khiến cô liên tục làm tổn thương bản thân. Để bảo vệ nghệ sĩ của mình, công ty chủ quản Art Atelier thông báo sẽ thực hiện hành động pháp lý chống lại các bài đăng vu khống, sai sự thật nhằm hủy hoại danh dự của Jennie. Hành động quyết liệt này của công ty đã nhận được sự đồng tình từ những người hâm mộ nữ nghệ sĩ. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào những bản tin tiếp theo.